Thảm án tại quận 7, nghi phạm không tỉnh táo, âm tính với chất cấm, đã xảy ra mâu thuẫn cùng với nạn nhân. Nổ quen biết nhiều quan chức cấp cao, cô gái rao bán vaccine Covid-19, lừa gần 100 triệu đồng. Lực lượng chức năng Quảng Trị bắt gọn nhóm đối tượng đang thực hiện hành vi buôn lậu gỗ và đá quý từ Lào về Việt Nam. Giám đốc Thảo Cầm Viên lên tiếng không kêu gọi đóng góp từ cộng đồng, chờ xin ngân sách từ nhà nước. Bắc Giang kiểm tra đột xuất một quán karaoke, phát hiện 38 người tụ tập hát hò. Nhật Bản, giám đốc bộ truyện tranh đình đám Kimetsu no Yaiba hầu tòa vì trốn 138 triệu yên tiền thuế. Tỉnh Akita, Nhật Bản, người đàn ông lớn tuổi làm nghề giao báo tay không vật lộn với gấu đen. Nhật Bản, với niềm hy vọng có thể dỡ bỏ lệnh tình trạng khẩn cấp vào tháng 9, Mỹ chế tạo vi mạch nhỏ bằng hạt cát để theo dõi mầm bệnh trong môi trường. Pháp cam kết tăng gấp đôi liều vaccine hỗ trợ các nước nghèo. Hầu mở cửa, Singapore lao đao vì ca nhiễm Covid-19 tăng cao kỷ lục. Nhật Bản, loại cà chua giúp giảm stress, ngủ ngon, huyết áp. Xin chào TV, xin chào Net Love. Đến hẹn lại lên vào lúc 20 giờ hàng ngày theo giờ Nhật Bản. Chúng thành xin chào mừng quý vị khán giả đã đến với Japan Daily Top News. Các bạn đừng quên tải ngay app Net Love để đón xem những chương trình hấp dẫn nha. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn cùng đến ngay với bản tin ngày hôm nay. Liên quan đến vụ án chấn động vào chiều hôm qua tại con hẻm nhỏ trên đường Trần Xuân Soạn, quận 7, khiến một nạn nhân không qua khỏi, lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm của vụ án là Trần Huy để thực hiện điều tra. Liên quan đến vụ án tại quận 7, ngày 27 tháng 9, Phòng Cảnh sát Hình sự BC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an quận 7 bắt giữ nghi phạm Trần Huy, 34 tuổi, quê quán ở Lâm Đồng, chỗ ở tại đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7. Hiện cơ quan điều tra Công an quận 7 đang phối hợp với BC02 và các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hồ Chí Minh lấy lời khai của Trần Huy để điều tra. Nạn nhân trong vụ án mạng này là ông HUV, 44 tuổi, ngụ quận 7. Ông V thuê nhà trọ bãi tạp hóa, sống cùng vợ và hai con. Theo thông tin ban đầu, vụ án xảy ra do hai bên có mâu thuẫn. Nguồn tin cho biết, sau khi nghi phạm Huy bị đưa về trụ sở công an, tinh thần của Huy không tỉnh táo. Qua test nhanh, lực lượng chức năng xác định Huy âm tính với hàng trắng. Thông tin qua về vụ án, trước đó vào khoảng 17 giờ ngày 26 tháng 9, tại hẻm 645 đường Trần Xuân Soạn, quận 7, người dân thất kinh khi phát hiện một bộ phận cơ thể của người đàn ông nằm dưới đất, nạn nhân nằm cách đó không xa. Hiện cơ quan điều tra đang điều tra làm rõ vụ việc. Mới đây, Công an thành phố Huế đã bắt tạm giam đối tượng lên mạng rêu rao bản thân quen biết với nhiều quan chức cấp cao trong quân đội và công an có nhiều suất tiêm vaccine Covid-19 cần bán lại với giá từ 4 đến 5 triệu đồng cho một liều và đã lừa được gần 100 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế, Thừa Thiên Huế cho biết vừa bắt tạm giam Nguyễn Thị Thủy Tiên, 22 tuổi, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Tiên đã nổ là có người quen biết với quan chức cấp cao trong quân đội, công an nên có xuất tiêm vaccine Covid-19. Tuy nhiên, do họ không có nhu cầu tiêm nên muốn bán lại thông qua Tiên với giá là từ 4 đến 5 triệu đồng một liều. Bằng thủ đoạn này, từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2021, Tiên đã lừa đảo nhiều bị hại với số tiền chiếm đoạt gần 100 triệu đồng. Nhận được tố giác, đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Huế đã phối hợp với phòng kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức điều tra và bắt được Tiên. Tại cơ quan điều tra, ban đầu Tiên khai do nợ nần, cần tiền tiêu xài nên đã dùng thủ đoạn trên để lừa đảo. Ngành chức năng Quảng Trị vừa phát hiện bắt giữ vụ buôn lậu gỗ và đá quý từ Lào về Việt Nam với tổng trị giá hơn 29 tỷ đồng. Ngày 27 tháng 9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng liên quan bắt giữ vụ buôn lậu gỗ và đá quý hiếm với quy mô lớn tại cửa khẩu quốc tế La Lây, Đắk Rông, Quảng Trị. Theo đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp với Đoàn 2, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng, Chi cục Hải quan tỉnh Quảng Trị kiểm tra 7 xe container của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu An Trần, địa chỉ tại số 37 Trần Đại Nghĩa, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Qua kiểm tra, nhà chức trách đã phát hiện khai báo gian lận vượt 83 mét khối gỗ so với tờ khai nhập khẩu hàng hóa và hơn 77 mét khối gỗ quý hiếm, gồm gỗ cẩm lai, gỗ trắc. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện gần 11.000 kg đá phấn không có giấy tờ khai nhập khẩu hàng hóa được giấu trong các container, trị giá ước tính gần 6 tỷ đồng. Theo Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, thủ đoạn hoạt động vận chuyển hàng lậu rất tinh vi. Các đối tượng đã thiết kế gia cố thêm vách ngăn, hầm hàng trên xe ô tô, kết hợp lợi dụng số lượng hàng nhiều, quy cách không đồng nhất để trà trộn, cất giấu hàng hóa. Hiện tại, các lực lượng đang phối hợp mở rộng điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật. Mới đây, ông Phạm Văn Tấn, giám đốc Thảo Cầm Viên cho biết, vì tình hình dịch bệnh kéo dài, người dân ai cũng gặp khó khăn. Vì vậy, phía Thảo Cầm Viên không kêu gọi sự ủng hộ từ cộng đồng mà xin hỗ trợ từ ngân sách. Trong những ngày gần đây trên mạng xã hội, diễn đàn xuất hiện một số bài viết kêu gọi sự chung tay hỗ trợ Thảo Cầm Viên khi biết tin Thảo Cầm Viên đang khó khăn về kinh phí chăm sóc động vật, thực vật do dịch Covid-19. Trưa ngày 26 tháng 9, trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn Phạm Văn Tân cho biết từ tháng 5 năm 2021, Thảo Cầm Viên phải đóng cửa do đại dịch Covid kéo dài nên gặp khó khăn về nguồn thu. Ông Phạm Văn Tấn, giám đốc Thảo Cầm Viên cho biết
tuy đang gặp khó khăn về kinh tế, nhưng phía Thảo Cầm Viên không kêu gọi sự đóng góp từ cộng đồng. Trong thời điểm dịch bệnh khó khăn, bà xin hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Ông Tấn trân trọng, cảm kích đến với những mạnh thường quân đã đóng góp cho Thảo Cầm Viên suốt những ngày qua. Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang hôm qua cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý một cơ sở kinh doanh karaoke hoạt động dù địa phương chưa cho phép mở lại. Khi kiểm tra quán karaoke giữa đêm khuya, dù quán đóng kín cửa nhưng cơ quan chức năng đã phát hiện 38 người hát bên trong. Theo đó, khi đột xuất kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Anh Khoa tại tổ dân phố Minh Khai 1, thị trấn Chủ, huyện Lục Ngạn, đêm 25 tháng 9, tổ công tác của công an huyện phát hiện trong 5 phòng có tổng cộng 38 người hát. Đáng nói, thời điểm bị kiểm tra, quán karaoke này đang đóng kín cửa. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm với chủ quán karaoke Anh Khoa, đồng thời đưa tất cả những người trên về trụ sở công an làm việc. Trong số 38 khách hát, có một người bị phát hiện dương tính với hàng trắng. Nhà sáng lập, giám đốc đại diện và chủ tịch của studio nổi tiếng UFO Table, Kondo Hikari, đã chính thức thừa nhận cáo buộc trốn 138 triệu yên, khoảng 1,25 triệu đô, tiền thuế tại phiên điều trần sơ bộ của tòa án quận Tokyo vào ngày hôm qua. Trong tuyên bố mở đầu, bên công tố cho biết UFO Table và Kondo đã giấu một phần thu nhập từ các quán cà phê và hàng hóa của công ty từ năm 2015 đến năm 2018 để ngăn tình trạng suy thoái kinh doanh trong tương lai. Hãng phim bị cáo buộc đã che giấu 441 triệu yên, khoảng 4 triệu đô thu nhập từ những dự án anime của mình. The Manichi Shinbun năm ngoái từng đưa tin Kondo đã cố tình che giấu 30% số tiền thu được từ một số nhà hàng theo chủ đề anime tại Tokyo và cất chúng trong két sắt riêng tại nhà. Đến tháng 4 năm 2019, tạp chí Weekly Bunshin Digital của Bungie Shinju đã đưa tin UFO Table bị cáo buộc nợ 400 triệu yên, khoảng 3,57 triệu đô tiền thuế. Dù kiếm được rất nhiều tiền từ siêu phẩm anime Kimetsu no Yaiba, tuy nhiên, với hành động trốn thuế này, những anime đang được studio UFO Table sản xuất nhiều khả năng sẽ khó lòng phát sóng đúng như lịch đã thông báo. Mới đây, tại vùng nông thôn Katagami, tỉnh Akita, một sự việc hy hữu đã xảy ra. Một người đàn ông 75 tuổi đã dùng tay không đối đầu với một chú gấu đen. Cụ ông 75 tuổi làm nghề giao báo ở một thị trấn nhỏ vùng nông thôn Katagami, một thị trấn ở tỉnh Akita, phía bắc Nhật Bản. Vào khoảng 3 giờ sáng, ông rời khỏi xe và tiến hành đến bỏ báo vào hộp, thì người đàn ông này thấy một bóng đen xuất hiện. Tưởng là cướp nên ông đã đánh túi bụi và xô ngã nó. Đồng thời ông cũng hét lên hỏi đó là ai, nhưng không nhận được tiếng trả lời. Sự thật ra là ông đã đánh nhau với một con gấu đen cao khoảng 1m60. Sau khi thấy cụ ông khó xơi, chú gấu tiếp tục chạy đi và tấn công một phụ nữ cách đó 250m, khiến cô bị thương ở tay và đầu, nhưng may mắn là không sao. Trong bài phát biểu mới đây, Thủ tướng Yoshihide Suga cho hay tình hình dịch Covid-19 ở Nhật Bản đang được cải thiện. Ông tỏ ra lạc quan về khả năng dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vào cuối tháng 9. Thủ tướng Suga, người đang ở Washington, Mỹ để tham dự cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa các lãnh đạo nhóm bộ tứ Nhật Bản, Mỹ, Australia và Ấn Độ, nói về tình hình Covid-19 ở Nhật Bản chắc chắn đã đi theo chiều hướng tốt hơn. Ông Suga nói rằng số ca mắc mới ở Nhật Bản đã giảm từ 25.000 ca một ngày xuống còn khoảng 3.000 ca một ngày. Bộ trưởng Y tế Norihisa Tamura cho hay hôm 25 tháng 9, với bối cảnh hiện tại, tình trạng khẩn cấp nhiều khả năng sẽ chấm dứt vào hôm 30 tháng 9. Tuy nhiên, ông Tamura khẳng định những hạn chế đối với cuộc sống của người dân sẽ chưa thể sớm dỡ bỏ hoàn toàn. Các biện pháp phải được tiến hành theo từng giai đoạn và theo dõi tác động một cách cẩn trọng. Tại Tokyo, cơ quan y tế hôm 25 tháng 9 đã ghi nhận 299 trường hợp mắc mới. Số ca dương tính trung bình 7 ngày của thủ đô giảm xuống 363 ca một ngày so với mức 815 ca một ngày một tuần trước đó. Tuy nhiên, chính phủ Nhật Bản cũng đang phải xem xét lại khả năng ứng phó trước nguy cơ về làn sóng lây nhiễm thứ 6 có thể xảy ra. Một đại học ở Mỹ vừa chế tạo ra cấu trúc bay nhân tạo nhỏ nhất trên thế giới, là một vi mạch xử lý nhỏ bằng hạt cát, có cánh, có khả năng tự phân hủy sinh học và giúp con người theo dõi mầm bệnh trong không khí. Theo trang Scientific Daily, nhóm kỹ sư tại Đại học Northwestern thuộc bang Illinois, Mỹ đã nghiên cứu và chế tạo thành công một vật thể bay siêu nhỏ, có khả năng giám sát mức độ ô nhiễm trong không khí và mầm bệnh trong môi trường ở quy mô lớn. Những vi mạch này hoàn toàn không có động cơ. Chúng có cấu trúc hình cánh quạt, kết cấu dẹp và được cấu tạo bởi những linh kiện điện tử siêu nhỏ. Bên cạnh bộ phận cảm biến, những cấu trúc bay nhân tạo này còn được trang bị nguồn điện, anten liên lạc không dây và bộ nhớ để lưu trữ dữ liệu. Lấy ý tưởng từ quá trình phân tán hạt của cây, nhóm các nhà khoa học sử dụng mô hình máy tính để tối ưu hóa khí đồng học của mỗi bộ vi mạch nhằm kiểm soát tốc độ và thời gian rơi của chúng. Ngoài ra, nhằm giảm áp lực rác thải điện tử đang đè nặng lên môi trường, giáo sư Roger cùng với các đồng sự đã sử dụng chất liệu hòa tan vô hại trong nước. Nhờ đó, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng sẽ biến mất trong môi trường sau một thời gian nhất định. Hiện tại, các vi mạch siêu nhỏ này chưa được sử dụng trong môi trường tự nhiên, nhưng những phiên bản khác của chúng đã được phát triển để làm công cụ nghiên cứu bức xạ mặt trời và kiểm tra độ pH của các nguồn nước. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố Paris sẽ nâng số vaccine COVID-19 viện trợ cho các nước nghèo lên 120 triệu liều, tăng gấp đôi so với lời cam kết trước đó.
Theo hãng tin AFP, ông Macron nhìn nhận việc phân phối vaccine COVID-19 trên toàn cầu đang có nhiều bất công, tiến độ tiêm chủng tại nhiều nước còn chậm. Ông Macron phát biểu, tiến trình tiêm chủng còn rất chậm ở nhiều châu lục là một sự bất công. Chúng ta phải đẩy nhanh, đẩy mạnh tiến độ. Ông Macron nói thêm, Pháp cam kết sẽ tăng gấp đôi số liều vaccine viện trợ, từ 60 triệu lên 120 triệu liều. Cũng theo Macron, con số 120 triệu liều vaccine này thậm chí còn cao hơn số liều vaccine đã tiêm ở Pháp. Trong phần phát biểu của mình, Tổng thống Macron cho biết Pháp sẽ làm việc cùng với Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc là UNICEF để hỗ trợ các nước châu Phi tổ chức công tác tiêm chủng COVID-19. Pháp cũng sẽ điều hướng 20% quỹ đặc biệt họ nhận được từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cho các dự án hỗ trợ khôi phục kinh tế tại châu Phi. Theo AFP, cứ 100 người tại đây thì châu Phi chỉ có 10 liều vaccine COVID-19. Đây là tỷ lệ cực thấp cho tổng cộng 53 quốc gia với dân số hơn 1,3 tỷ người của châu Phi. Singapore chứng kiến số ca mắc COVID-19 hàng ngày gia tăng liên tục sau khi nước này nới lỏng hạn chế COVID-19. Số ca mắc COVID-19 tại Singapore ngày 26 tháng 9 đạt mức kỷ lục kể từ tháng 4 năm ngoái. Bộ Y tế Singapore MOS ngày 26 tháng 9 báo cáo 1.939 ca mắc COVID-19 mới, con số cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát tại đây hồi tháng 4 năm ngoái. Tổng số ca mắc COVID-19 của Singapore đang là 87.892 ca. Đài CNA cho biết kỷ lục ca mắc COVID-19 hàng ngày ở Singapore trước đó là 1.650 ca vào ngày 24 tháng 9. Trong số 1.939 ca ngày 26 tháng 9, có 1.934 ca cộng đồng, bao gồm 417 người trên 60 tuổi, cùng 5 ca nhập cảnh. MOS cũng cảnh báo 2 ca tử vong mới COVID-19 là một phụ nữ 97 tuổi và một phụ nữ 69 tuổi. Cả hai đều chưa tiêm phòng vaccine COVID-19, đưa tổng số ca tử vong tại Singapore lên 78 ca. Thống kê cho thấy hơn 80% dân số Singapore đã được tiêm phòng vaccine chống lại COVID-19. Tuy nhiên, số ca mắc COVID-19 lại gia tăng liên tục khi nước này phải tạm ngừng việc mở cửa trở lại. MOH cho biết trong 28 ngày qua, 98% ca mắc COVID-19 trong cộng đồng không có biểu hiện triệu chứng hoặc có các triệu chứng nhẹ. Một công ty khởi nghiệp ở Tokyo vừa cho ra mắt một loại cà chua mới với tên gọi là Sicilian Rose 2 GABA. Điều đặc biệt là một loại cà chua này có chứa hàm lượng cao axit gamma aminobutyric GABA, một loại axit amin giúp thư giãn, giảm căng thẳng và giảm huyết áp. Công ty khởi nghiệp Sanatexis có trụ sở tại Tokyo đã hợp tác với các nhà khoa học tại Đại học Tsukuba để phát triển một giống cà chua mới sử dụng công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR-Cas9. Đưa ra tên là Sicilian Rose 2 GABA, loại cà chua mới này chứa hàm lượng axit amin được gọi là axit gamma aminobutyric GABA, cao gấp 5-6 lần mức thông thường. GABA là một loại axit amin tự nhiên, hoạt động như một chất dẫn truyền thần kinh, giúp tạo cảm giác thư thái, làm dịu sự căng thẳng và sợ hãi, đồng thời cải thiện giấc ngủ. Tuy nhiên, GABA không có sẵn nhiều nguồn thực phẩm tự nhiên. Một ủy ban của Bộ Y tế Nhật Bản đã cấp phép cho Sanatexis thương mại hóa giống cà chua này với điều kiện sản phẩm phải dán nhãn có chứa nội dung là được cải tiến bằng cách sử dụng công nghệ chỉnh sửa gen. Theo báo cáo, một hộp cà chua 3 kg sẽ có giá khoảng 68 USD. Và chương trình Japan Daily Top News đến đây là kết thúc. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin ngày mai.